Chào anh em nhé, tôi đang đứng ở cái đường Hải Âu 8. Đằng sau tôi là hồ các bạn ạ. Thực sự đây là vị trí rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy đường tấp nập. Thực sự nhiều nhà đầu tư hỏi với tôi rằng là cái năm 2022 và chuẩn bị đến năm 2023 sắp tới rồi thì chúng ta nên đầu tư gì. Thì tôi vẫn chia sẻ với lại quý anh chị được biết rằng là cái năm 2022 và cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì vẫn cái bất động sản nhà ở thực và bất động sản khu công nghiệp sẽ là vấn đề then chốt, sẽ là vẫn là vấn đề, vẫn là cái nơi mà các nhà đầu tư hướng tới. Bởi vì sao? Bất động sản nhà ở đấy thì do những vị trí như vị trí Vinhome Ocean Park này là những cái vị trí cực kỳ đẹp, khan hiếm. Nó chỉ có ở phía đông Hà Nội này có Vinhome Ocean Park thôi. Có biển hồ đúng không? Biển hồ nước mặn, biển hồ nước ngọt. Đấy. Rồi còn khu công nghiệp đúng không? Bây giờ chúng ta là một cái đất nước rất là ổn định về kinh tế lẫn chính trị. Vì vậy đây cũng là cái nơi mà chúng ta rất được rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài đến làm việc với chúng ta đúng không? Vì vậy mà cái bất động sản nhà ở có giá trị thực là những cái bất động sản rất là được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Và đặc biệt là hôm nay tôi giới thiệu với quý anh chị một cái căn lô góc đây rất là đẹp. Trước đây đây là gần 300 m², cách đây năm 2021 tháng 9 tháng 10 năm 2021 thì giao bán với cái giá 120 tỷ. Thì đến thời điểm này đang bán với cái giá giao bán với cái giá cắt lỗ giảm đi khoảng tầm 30-40 tỷ, rất là nhiều do một số cái chủ, ông chủ là tham lam đầu tư bất động sản không đúng thời điểm và không tính toán lường trước được kinh tế của thế giới, chiến tranh, dịch bệnh dẫn tới là cũng muốn cắt lỗ đi. Thực sự đằng sau các bạn nhìn thấy rất là tiềm năng, rất là nhiều những cái văn phòng bất động sản đã, hoặc là những cái văn phòng quán cà phê, các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp. Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, view hồ và đường rất là đẹp mà chủ đang giao bán với cái giá thực sự là cắt lỗ vì vay ngân hàng quá nhiều rồi. Thì đây cũng là cái thời điểm cho quý anh chị đầu tư bất động sản với cái giá gọi là siêu rẻ. Và đồng thời nữa, những cái vị trí này là vị trí chúng ta có thể là cho thuê đúng không, tạo ra dòng tiền, chúng ta đầu tư lãi vốn lẫn dòng tiền đều rất là hợp lý cho quý anh chị nhé. Quý anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản Vinhome Ocean Park thì có thể vui lòng comment bên dưới để tôi thể hỗ trợ quý anh chị. Một bước là ra hồ, đây là hồ biển nước, hồ nước mặn nhé các bạn nhìn này. Đây là cái bốt này, bốt chúng ta chỉ cần đi qua đây là có thẻ cư dân đấy. Khi mà chúng ta có thẻ cư dân ở đây là chúng ta quẹt đây cái là chúng ta vào được, rất là tiện lợi. Đây biển cát trắng đây đúng không, rất là thuận lợi cho quý anh chị. Quý anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản Vinhome, dòng tiền và lãi vốn và lãi dòng tiền và cái cơ hội bắt đáy bất động sản thì chúng ta có thể là liên hệ với tôi có thể kết nối quý anh chị với chủ nhà để các quý anh chị có thể là đàm phán với cái mức giá hợp lý nhất nhé. Tôi không tranh giá lên cho quý anh chị đâu. Vậy mà hy vọng rằng được kết nối với tất cả quý anh chị